Được thành lập từ năm 2016, công ty Phong Thủy Đại Nam đang hoạt động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư vấn thiết kế các công trình xây dựng và bất động sản. Thương hiệu Phong Thủy Đại Nam đã và đang khẳng định được uy tín và đứng vững trên thị trường tư vấn thiết kế xây dựng. Với nhiều chi nhánh và văn phòng đại diện trải dài trên cả nước, công ty Phong Thủy Đại Nam với đội ngũ nhân sự trên 200 cán bộ nhân viên không ngừng lớn mạnh, bao gồm các nhà tư vấn, kiến trúc sư thiết kế và các chuyên gia phong thủy hàng đầu đã học, làm việc trong nước và quốc tế với kỹ năng tốt, chuyên môn sâu, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng. Phòng chuyên môn thiết kế là đơn vị mũi nhọn của công ty Phong Thủy Đại Nam, tự hào đem tới cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, không chỉ áp dụng kiến thức phong thủy chính tông vào từng bản vẽ, mà còn luôn chú trọng tới công năng sử dụng và yếu tố thẩm mỹ cho mọi công trình. Các gói sản phẩm tổng thể với nhiều dịch vụ đa dạng khác nhau như tư vấn thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu chức năng đô thị và khu công nghiệp, khảo sát địa hình và khảo sát địa chất đo đạc các công trình xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tư vấn thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất công trình, xây dựng dự toán và tổng dự toán, lập dự án khả thi công trình. Các công trình thiết kế luôn đảm bảo hài hòa giữa phong thủy, công năng, thẩm mỹ. Thiết kế phải hỗ trợ tốt quá trình thi công. Những tư vấn chân tình mà sâu sắc được kết tinh từ cả kiến thức khoa học chuyên sâu và tinh túy cộng với kinh nghiệm nhiều năm, công ty Phong Thủy Đại Nam đã giúp cho hàng nghìn khách hàng của mình có được các công trình như ý, mang lại thành công, phồn thịnh và hạnh phúc trong cuộc sống. Đối với mỗi công trình mà được Trung tâm Phong Thủy Đại Nam tư vấn thì để đảm bảo tính khoa học thì chúng tôi thường là trả bản vẽ cụ thể hoặc hồ sơ tư vấn cụ thể. Từ tư vấn những ngôi nhà đang ở cho đến những công trình xây mới, những khu đô thị, chúng tôi đều có hồ sơ cụ thể cho mỗi công trình. Thì cái việc trả hồ sơ này thì phải đảm bảo cho đúng quy trình kỹ thuật, hồ sơ thiết kế ra thì phải thi công được. Đó là chính là những yêu cầu mà tôi giao cho phòng chuyên môn của Đại Nam phải đảm bảo. Và mỗi bất cứ một hồ sơ nào khi thiết kế xong thì đều phải được kiểm duyệt qua từng khâu bước, từng giai đoạn và thống nhất làm sao không những một ngôi nhà hợp phong thủy mà phải hợp công năng và đẹp về hình thức. Sớm nhận thức được vai trò của tự động hóa trong thiết kế các công trình xây dựng, Phong Thủy Đại Nam đã đầu tư mua sắm nhiều phần mềm chuyên dụng có bản quyền phục vụ công tác thiết kế như phần mềm phân tích và thiết kế nhà biệt thự, phần mềm phân tích ứng suất biến dạng của nền đất, phần mềm tính toán địa kỹ thuật nổi tiếng Geo5. Đồng thời công ty cũng tự phát triển các phần mềm chuyên dụng tổng hợp các kiến thức mới nhất về phong thủy, giúp đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả quá trình thiết kế. Nhờ các giải pháp áp dụng công nghệ thông tin mà trong suốt thời gian dịch bệnh kéo dài, phòng chuyên môn thiết kế của Phong Thủy Đại Nam vẫn liên tục hoạt động, làm việc hiệu quả, hoàn thành nhiều công trình và dự án cho hàng nghìn doanh nghiệp và hộ gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tôi tên Hoàng Tiến Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Y tế Tâm Phúc. Vừa qua, Công ty Tâm Phúc phối hợp với Công ty Phong Thủy Đại Nam thiết kế xây dựng bệnh viện Tâm Phúc và hai phòng khám. Trong quá trình phối hợp, Công ty Phong Thủy Đại Nam làm việc rất chuyên nghiệp, phát triển rất là tốt. Qua đây tôi xin chân thành cảm ơn Công ty Phong Thủy Đại Nam đã giúp cho hoàn thiện xây dựng bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc và hai phòng khám. Tâm huyết từng công trình chính là giá trị cốt lõi mà Phong Thủy Đại Nam theo đuổi. Chúng tôi luôn đặt nhu cầu và lợi ích của chủ đầu tư lên hàng đầu, lấy đó làm nền tảng sáng tạo để vẽ nên những công trình hoàn hảo. Sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo cho sự thành công. Không ngừng ứng dụng khoa học kỹ thuật, không ngừng trau dồi kinh nghiệm thực tế, không ngừng nâng cao những chuẩn mực, Phong Thủy Đại Nam tận tâm trong từng chi tiết nhỏ. Chặng đường gần 10 năm đã qua, tuy không dài nhưng là chặng đường bao tâm huyết của người sáng lập và tập thể cán bộ, nhân viên Phong Thủy Đại Nam. Có những thành tựu xây nên từ nhiệt huyết, có những giá trị được định hình từ tầm nhìn. Trên nền tảng những thành công vừa qua, với sự quyết tâm và khát khao mãnh liệt, chúng tôi
phòng chuyên môn thiết kế của Phong thủy Đại Nam đã sẵn sàng chinh phục những tầm cao mới, những công trình mới.